Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là bên Việt Nam mình vừa update một khẩu súng, đó là Gatling Falcon. Thì khi mà vừa ra mắt khẩu này, nó bán với giá rất là trên trời. Như là các bạn thấy thì nó sẽ cho vào vòng quay, chưa bán trong shop. Nhưng mà điều kiện để có được là chúng ta phải quay 10 lần bằng kim cương, 20 lần và quay 1 lần bằng kim cương 200 lần. Như vậy là chúng ta sẽ mất rất là nhiều kim cương để có được một khẩu 3 sao. Thì hôm nay mình sẽ qua bên phiên bản Trung Quốc và giới thiệu đến các bạn cũng là một khẩu Gatling Raptor, khẩu súng tím. Thì khẩu súng tím này nó được lên đời từ cái khẩu Gatling Falcon đó các bạn. Đó, thì trước đây mình có một khẩu Gatling Falcon vàng thì mình sử dụng lên đời thành khẩu tím này. Còn ở bên Trung Quốc thì cái khẩu Gatling Falcon này thì hầu như là không ai xài. Ở đây mình cũng có vài khẩu đây. Đây các bạn thấy là có 2-3 khẩu 3 sao đây nhưng mà mình không bao giờ sử dụng. Thì trước đây mình có một khẩu S rồi, đã lên đời. Khẩu này nhìn chung thì cũng đẹp nhưng mà bắn thì không ngon bằng khẩu tím. Tại vì khẩu tím là thế hệ sau, kêu nó cũng khác. Ở bên đây thì người ta kiếm rất là đơn giản thôi, khẩu này không khó khăn gì lắm. Bây giờ mình sẽ sử dụng khẩu Gatling Raptor này ra chơi thử một vài ván phối hợp cho các bạn coi. Thì đây là một khẩu tím nha các bạn, mình đã có video giới thiệu về khẩu này rồi. Hôm nay nhân dịp là Việt Nam mình đã update khẩu Gatling Falcon thì mình sử dụng khẩu này chơi. Các bạn biết là sau này các bạn có khẩu Gatling Falcon các bạn để dành lại, sau này chúng ta có thể lên đời được thành khẩu tím này. Hôm nay mình sẽ sử dụng ra trận chơi ở cái map phối hợp. Như các bạn thấy thì rừng sâu Amazon bên Việt Nam mình nó chỉ tới ác mộng thôi, bên Trung Quốc thì nó lên địa ngục luôn rồi. Bây giờ mình sẽ chơi cái map địa ngục này cho các bạn coi. Để vượt qua map địa ngục này các bạn thấy là chúng ta phải vượt qua là 3 boss và trải qua một quá trình rất là dài. Mình sẽ sử dụng khẩu Gatling Raptor ra trận. Thì hy vọng với một team mạnh mình có thể vượt qua map này dễ dàng. Đây, khi vào trận thì các bạn thấy như thế này, rất là nhiều quái. Nhưng mà những con này rất là trâu các bạn, không phải đơn giản đâu. Khẩu súng thì tới 324 viên. 324 viên này thì bắn đánh... phê rồi, dư sức rồi. Ở đây các bạn thấy là có một người level 70, mình 65, với lại một người nữa 65, một người 63. Mình nghĩ là với cái số lượng như thế, quân đội như thế này là cũng đủ rồi. Với khẩu súng Gatling tím này thì các bạn yên tâm về lượng đạn của nó thì rất là khó để hút đạn được, tại vì đạn quá nhiều đi. Mình có con nồng độ rất là mạnh các bạn thấy nó bắn rất là nhanh. Tuy là màn địa ngục nhưng mà bắn rất nhanh. Màn này thì Việt Nam mình chưa có mở, hy vọng thì sẽ sớm mở ra cho anh em chơi. Tại vì Việt Nam mình thì nói chung bây giờ cũng đã mạnh rồi, với cái yêu cầu lực chiến khoảng 70.000 rất là nhiều người hơn rồi. Hỏa lực 21.000 thì cũng hơn luôn rồi. Bên Việt Nam mình hỏa lực tới lịch chiến tới 22.000 mấy trăm rồi.
Vậy là quá đặt yêu cầu để chơi cái map này. Các bạn thấy phối hợp bên Trung Quốc thì nó có một cái chỗ để nói chuyện với nhau, nhưng mà nói này thì nó sẽ nói mặc định với các bạn, ví dụ như thế này đó. Thì mình giao tiếp nó hiện lên giữa màn hình luôn, nhưng mà những cái đó là mặc định với mình, không gõ vô được thì chơi vừa chat được. Bên Trung Quốc không có thì Việt Nam mình chắc chắn là sau này cũng không rồi. Đây là con nhện địa ngục các bạn. Con này không phải dạng vừa. Tập trung cái gì đó. Những con này cũng rất nguy hiểm đó. Nhưng mà chúng ta tập trung bên hỏa lực của nó thì cũng hại được nó thôi. Hư quá, mình vừa chạy thoát được mục tiêu, chạy chúng tiêu đó chắc tiêu rồi. Thế là hết 50% máu của nó rồi. Đó, sắp hạ được nó rồi các bạn. Xong. Các bạn thấy là với những khẩu súng rất là mạnh, đạn rất là nhiều như thế này, thì việc tiêu diệt những con boss ở màn địa ngục cũng không có gì khó khăn cả, đặc biệt là màn rừng sâu Amazon này. Còn nếu như mà chơi ở các màn khác, địa ngục thì rất là bá đạo đó các bạn, rất là khó. Ví dụ như là đảo kinh hoàng, địa ngục chẳng hạn. Ác mộng thì mình qua rồi, nhưng mà địa ngục thì đúng là kinh khủng thiệt. Chưa đủ. Khi nào đủ mạnh thì mình sẽ chơi cho các bạn coi. Việt Nam mình thì đảo kinh hoàng mới ra khó thôi, còn chưa có cả ác mộng nữa. Mà ra ác mộng mình nghĩ chắc bắn cũng rất là chặt chìa chứ không đơn giản đâu các bạn. Ôi ơi, chó nó nổ. Mình đang thay đạn cái nó chạy tới nó nổ chết luôn. Top nó bắn rất ghê, bạn nó lên 70.000 rồi. Trong khi đó là mấy anh em mới liều tụi 17.000. Bạn thấy quái ở đây liều mùa 80 luôn. Không đơn giản thế nào cả. Đó là nó cho lên được 70. Cho nhân vật lên được 70. Trong khi đó là mấy con quái này lại lên 80. Chơi cái này chênh lệch đẳng cấp quá đúng không các bạn. Để hạ mấy con chim một chút đi cho nó yên tâm. Mấy con dưới đất chỉ bắn mấy con trên trời. Lên cái kén này nó đẻ ra kia. Còn có một mình anh mặc này thôi. À, anh mặc luôn. Nó cái kén nó đẻ ra mấy con mặc các bạn, mình bắn cái kén lên là được. Rồi, ra thêm chim nữa. Mình thấy là rất là nhiều, chứ không có đơn giản như là bị thường hay khó hay ác mộng. Ác mộng thì cũng đơn giản thôi. Đó. Còn một mình anh này là đơn thương độc mã đây. Rút khẩu xuống. Ê. Chưa kịp nữa là sao mất tiêu. Bên này người ta rất là mạnh nên là người ta bắn ghê. Top nó bắn lên 78 nha. Mình thấy là giờ vô phối hợp thì nó sử dụng cái khẩu xuất quân này nhiều lắm các bạn. Có vẻ như là được ưa chuộng. Khẩu này mà mang về Việt Nam bắn thì chỉ có là không có map phối hợp này chịu nổi, cho nó như vậy. Đó, ở đây có người xấu ba nữa, người ta vẫn đi tốt rồi. Thì Việt Nam mình mở là vừa rồi đó. Giờ Việt Nam mở thì cũng vượt qua đơn giản thôi. Chỉ có sợ là cái map đảo kinh hoàng mà mở ra ác mộng chắc chơi không nổi. Đấy, tập trung hỏa lực chưa có bóp. Lúc mà nó thả lính ra thì cho nó cái UAV hay gì đó. Đấy, chạy luôn.
quẩy ra cái mất nửa máu luôn. Rồi ưu chiếm mình về ta trong đường rút lui đi chứ. Ở trường ấy chính nữa đâu phải dễ ăn, đâu phải dễ ăn của anh. Chiếm khác đi, cái đề đầu mình chiếm hoài chịu sao nổi. Đấy, chiếm mình nữa các bạn thay luôn. Nó không chịu bắn cái con đứng trước đi. Ok, rất là gian. Phải nói như vậy. Đại tướng sắc sống. Con cuối cùng là mình sẽ gặp con vua sắc sống. Nhưng mà đại tướng là vua gì cũng phải kiến thức. Đúng các bạn. Rồi, gục ngã rồi. Em đã ra đi, 85. Đây, map này mới thực sự là kinh khủng lắm, rất là nhiều chó, chim. Rồi con trắng, con bụng bự, con y tá thì lưa ra hết đủ kiểu trên đời. Không thiếu con gì. Khẩu này bắn xuống, bạn nhiều. Đó là đặc điểm của nó. Chim, chó, y tá quỷ, tất cả mấy con phun độc nữa. Đủ mọi thành phần. Nếu màn này bắn thì tất nhiên là nó sẽ tươi hơn những cái màn khác thì rất là nhiều. Mà phần quà thì cũng rất hấp dẫn. Mình bắn xong cho các bạn coi, bên Trung Quốc người ta cho rất là hấp dẫn. Mảnh ghép đồng đội, mảnh ghép súng tím. Như Việt Nam mình bắn liều từ không chi. Luôn. Đó là hết tươi hết. Con sẽ chim luôn, chim luôn. Các bạn thấy mình bắn đơn giản như vậy, nếu như mà Việt Nam mình mở thì cả một vấn đề, các bạn không phải đơn giản như vậy đâu. Tại vì bên này quá mạnh. Ôi rồi sao không phim. Được nữa đâu. Chơi những cái này như thế này thì mình cũng kết súng rồi cho các bạn cho vui. Kết thử cái map mới chưa ra nên là cũng không có sử dụng su thì để sử dụng cho những cái map khó khăn hơn. Map này thì đơn giản thôi các bạn. Các bạn xem video của mình làm, nếu như mà thấy hay vui thì các bạn nhớ đăng ký kênh và like giúp mình. Như vậy là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa. Thường thì những con y tá này nó có những con trắng nãy rồi, nhưng mà con trắng mình vẫn cứu hết rồi. Ê, một con chó lẻ loi. Con bụng bự đi. Sao chó với người cũng phải chết. Thôi con chó đi. Chim với chuột thì cũng phải chết. Máu lên. Dễ gì đánh được anh. Vậy mà cũng tiêu. Có lẽ hồi sinh cái đi. Cho nó sung. Vậy là xong thôi. Dễ dàng đúng không các bạn? Vượt qua tất cả các boss rồi. Bây giờ tới gặp con vua sắc sống nữa là xong. Dễ dàng thôi. Có một số map khó quá qua không nổi. Như là cái map Kim Thủy Tháp Ác Mộng như thế này. Tháp Ác Mộng thôi là thấy được nổi rồi. Chưa nói địa ngục thì có dịp thì mình cũng sẽ làm cho các bạn coi biết được ác mộng nó như thế nào. Mình chơi cũng nhiều lần nhưng mà chưa có lần nào thành công thì để me nâng cho nó mạnh lên tí nữa thì mình sẽ chơi lại và quay video cho các bạn xem. Con này thì chúng ta cũng như thường thôi, hạ như con vua hết, con đại tướng sức sống vậy thôi. Và cứ dùng đam lúc nó gọi chó gọi mèo ra thì thảo ok ra bắn hạ bớt đi cho nó nhẹ nhàng tình cảm. Ủa đâu rồi, xong rồi
Ôi, còn 5 cái máu à, chắc là bá đạo. Tôi nhìn nó ba cái đầu nhìn ghê các bạn ha. Cầm cái đao quá to luôn. Nhìn thấy gớm. Phải nói như vậy. Chạy đi, anh chạy qua đây. Đừng có mang dao chạy tới là được rồi. Mang dao tới nhìn ghê quá. Để qua đây, anh chạy qua đây. Ấy cái bình máu đâu ra thơm vậy? À, ha, ha, mày qua đây làm gì? Rồi xong rồi. Luôn. Còn xíu máu nữa thôi mà nó quay, nó đi vô dĩa không biết chạy đâu. Đấy, cho mình tham gia tiêu diệt nó với. Cho mình hồi sinh xong rồi bắn xong mất tiêu rồi. Không được chứng kiến vua sắc sống lấy dĩa. À, còn 10 giây nữa chắc là kịp thời rồi. Mình hồi sinh phát mình thảo UAV ra mình kiếm cơm. Ý, đánh lấy. 3 giây nữa. Ý, sắp tính rồi. Ý, thảo UAV ra. Trời ơi. Xong, bùm. Các bạn thấy là dễ ăn không? Đâu có gì khó. Đó. Mảnh ghép con tiến sĩ này 35. À, khẩu sốc quân này 23. Chơi một ván mà được quá trời như vậy mấy chốc 61.000 luôn. Ghê. Yeah. Thì qua đây mình đã giới thiệu thêm cho các bạn về khẩu Raptor, Gatling Raptor, một khẩu Gatling 9. Khẩu này được lên đời từ khẩu Gatling Falcon, khẩu vàng vừa xuất hiện ở bên phiên bản Việt Nam. Thì nếu như các bạn nào có hoặc là để đó các bạn sưu tầm, sau này chúng ta chắc chắn là sẽ được lên đời. Cho nên là đó, các bạn thấy là quay AK vàng, quay như vậy, quay miễn phí cũng trúng nữa. Thì đó Việt Nam mình mới đi. À, qua đây các bạn cũng đã xem thêm một video về khẩu Gatling Raptor, Gatling tím, một khẩu súng nhìn rất là ngầu, rất là đẹp. Đó. Thì các bạn thấy video mình làm hay, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Như vậy là mình vui rồi. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một ngày nghỉ lễ giữa tổ Hùng Vương vui vẻ hạnh phúc.